quyết liệt. Mỗi trận đấu là một trận chiến, bạn phải luôn sẵn sàng, tập trung cao độ và giữ vững tinh thần, không gì có thể làm bạn nao núng. Đối thủ càng mạnh, càng hào hứng và thích thú. Dù kết quả có ra sao, sẽ luôn chiến đấu đến tận cùng.